Xin chào toàn thể các bác, tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GBL Nam Định. Hôm nay đã là ngày 26 rồi, vậy là chúng ta đếm ngược vài ngày nữa là đón Tết Nguyên Đán 2024. Em Lĩnh vẫn đang hết công suất để phục vụ các bác và chúc cho các bác những gì tốt đẹp nhất, những gì may mắn nhất. Đặc biệt hơn nữa là chúc cho những bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc hãy thỏa mãn niềm đam mê, sắm được cho mình những bộ dàn, những thiết bị âm thanh xứng đáng với những gì đồng tiền chúng ta bỏ ra các bác nhé. Và hãy là người tiêu dùng thông thái, hãy chọn điểm dừng chân uy tín các bác nhé, để chúng ta sắm được những thiết bị mà ưng ý và không mất tiền oan các bác nhé. Quay trở lại video thì hiện tại em đang có mặt ở nhà anh Toản, khu du lịch sinh thái Nam Định. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em Lĩnh GBL. Chúc anh chuẩn bị đón một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Quay trở lại với video thì ngày hôm nay em setup cho anh Toản một cấu hình. Thì trước mặt các bác đây đó là đôi 4722X. Đó, cực kỳ đẹp và xuất sắc rồi. Đó. Kèm theo đó là súp 518S. 518S. Và đam mê thì vẫn cứ là đam mê các bác nhá. Anh thì rất đam mê nhưng mà chơi là cũng phải dần dần, cũng còn theo nhiều thứ nữa. Thì đây là một cục đẩy DK King đó, một ETC đánh súp các bác nhá. Quản lý nguồn, một vang số và một bộ mic BBS. Em Lĩnh vẫn nói rằng nếu mà chúng ta chơi được những chiếc Crown hoặc QSC hoặc là những con lap thì chất âm thì còn ngọt ngào và hay hơn nữa. Thì phải dần dần các bác nhá. Cái cơ bản là chúng ta chọn được những cái đồ thiết bị ưng ý và với những cái số tiền chúng ta bỏ ra các bác nhá. Quá là tuyệt vời và ok rồi. Kỹ thuật nhà em đã set up lên và cũng rất là ưng ý. Và anh Toản thấy là những sản phẩm em Lĩnh cung cấp cho anh có được ok hay là kỹ thuật nhà em set up cho anh có ưng ý không ạ? Được, ok, ok, hàng đẹp, chuẩn vâng. Chỉ cảm ơn anh nhá. Đây là những lời rất là động viên dành cho em Lĩnh và luôn luôn là để em Lĩnh có những lời góp ý và cố gắng hơn nữa để phục vụ tốt cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Anh em cứ đến địa điểm của Lĩnh GBL Nam Định, hàng chuẩn, cam đan hàng chuẩn và đẹp. Ok, cảm ơn anh nhá. Và ok các bác nhá, clip cũng ngắn gọn vậy thôi và sau đây sẽ là một ca khúc gửi tới các bác. Ok các bác nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video gần nhất. Xin chào.